Hello, chào cả nhà, vào xem cái video thứ ba nữa cả nhà ơi, thứ ba của Tài Tàng Ngang. Video thứ nhất là ở ngoài cổng Chánh Môn. Rồi video thứ hai là video ngay chỗ Thái Tử cưỡi ngựa đi thì tìm đạo. Đó, đây có em bé, một em bé đá banh. Đá là con, đá banh, đá nó. Đá là con nè nó. Rồi, sút vào. Đó, cầu thủ Ronaldo. Đây là cầu thủ cũng là Argentina nè. Đó, về con về đây. À. Rồi, tới video thứ ba là Tài giới thiệu cho cả nhà mình nghe là cái củ trùng đài nha. Đó, củ trùng đài nằm ở giữa sân cỏ. Rồi hai bên là hai cái khán đài A, khán đài B, gọi là khán đài Đông, khán đài Tây. Đó cả nhà. Đó. Mới thấy mấy bầy chú khỉ ra quá trời, bắt đầu bầy chú khỉ rồi nó đâu chạy đâu hết rồi. Có cái gì cho nó ăn rồi chạy vô có chừng có gì cho nó ăn là nó bu ra. Đem bánh trái lại cho nó ăn là nó chạy ra cả nhà ơi. Nãy quên lấy cái bọc bánh nè. Ồ. Chiều nó cha mẹ rồi dẫn các bé vào đây tập thể dục. Trong này tại sân cỏ đó cả nhà. Té cũng im lắm, té bé cắt bé nó cũng không có thương tích gì, té nó không có thương tích gì hết à, nó vui chơi cho nó cứng giò cứng cẳng đó, nó bơi nó nhảy nó chạy gì tương lắm đó. Ơi, review đưa mấy bé này đi ra tới ngoài luôn, nước ngoài luôn ăn, ơi mấy con lên sóng luôn á. Này con máy bay nè. Chào con, chào anh. Chào máy bay con. Rồi, ba mẹ vẫn về rồi. Rồi, có đây có anh đây là Ronaldo luôn nè. Giữ ăn. Hello con, hello. Nè, vào nữa con, vào nữa nè. Vào nữa coi. Rồi. Sắp tới cụ trùng đài rồi các nhà ơi. Tính làm một cái video về mấy anh chú khỉ này, mà mấy anh chú khỉ này sao chạy vô hết ráo rồi. À, bên đây có mình coi đây có. Để làm video cụ trùng đài này cái mình làm coi. Cho nó ăn lạnh ra ha. Không ai cho nó ăn thì nó vô. Đó. Nịnh lắm. Đó. Đây nè cả nhà. Củ trùng đài nè cả nhà. Đó. Đó cả nhà thấy không? Ba bực đỏ, ba bực xanh, ba bực vàng. Rồi nó thay cho cái màu cờ đạo đó cả nhà. Chín cấp ngang. Chín cấp. Nó thay cho màu cờ đạo vàng xanh đỏ. Đó, cả nhà, đó, củ trùng đài để xa xa cho cả nhà thấy nguyên hình ha. Gần quá cả nhà mình thấy có ai ha. À, thì ở trong này cái củ trùng đài trong này để những hũ tro cốt của những chức sắc là Phật cả nhà. Chức sắc là cũng thành Phật á. Trong này nó cũng bỏ nhiều hũ tro cốt cơ mà năm cả nhà. À, bỏ nhiều hũ tro cốt ngang. Chứ không phải là cái này là để mình leo trèo lên mình vui chơi đâu nghe cả nhà. Đó, chín cấp. Đó, kêu là củ trùng đài. Đó. Trong này là có bỏ mấy cái hũ nè là cả nhà. Đó. Trong này là có bỏ mấy cái hũ tro cốt nè cả nhà. Cho cốt ngang, cho cốt những cái ông mà gọi là mà tiên Phật á, là cái hàng thánh đó cả nhà, thánh hàng tiên Phật rồi là bỏ vào đây, cho cốt á, đó cả nhà, đó là cả nhà chỉ biết đây là cái củ trùng đài, chứ không phải xây một cái ụ này rồi để mình leo trèo để chơi đâu đó, đó không phải leo nít leo lên chơi đâu. Chừng có 9 cấp, 3 cấp đỏ, 3 cấp xanh, 3 cấp vàng.
và thay cho cái màu cờ của đạo cầu đài mình đó. À, đây có mấy chú khỉ, à, đây có chú khỉ, rồi thôi mình để mình làm, để mình làm video cái này đi, ra mình nói về chú khỉ. Còn xa xa đó cả nhà, xa xa là cái bồ đề, cái bồ đề là chánh diện cái cửa tòa thánh Tây Ninh luôn cả nhà. Cái bồ đề này thì do vị sư ở Ấn Độ cả nhà để trao tặng cho Đức Hộ Pháp vào năm 1953 nghe cả nhà. Đó, cái bồ đề này đem vô trồng đó là năm 1953. Một vị sư hòa thượng của Ấn Độ. Đó, của Ấn Độ. Tên dài lắm. Tài không đọc được. Rồi tặng cho Đức Hộ Pháp. Đó, là cây bồ đề này để trồng lưu niệm. Đó, lưu niệm là cái ngày mà mình xây cất cái tòa thánh đó cả nhà. Đó, cây bồ đề đó. Để tài giùm đợi cho nó cả nhà mình gần cho cả nhà mình ăn. Đó, cả nhà thấy không? Đó, cây bồ đề đó. Đó, vị sư của Ấn Độ tặng năm 1953. Là đem qua đây không biết là cây, mình nghĩ không biết cây lớn hay nhỏ đâu mà đem trồng tới nay là năm 1953 tới nay đó cả nhà. Đó, trồng trước cái tòa thánh mình ăn. Rồi cả nhà mình thấy không? Giờ xem ủng hộ cả nhà mình ơi. Đây bây giờ tính làm video khỉ mà giờ khỉ nó đang chạy nữa rồi. Đó, rồi 1 2 3. Đó, 1 2 3 video là tới cái bồ đề. Đó, tới cái bồ đề. Video thứ tư là tài làm. Rồi về các anh khỉ chú khỉ. Đó, đây. Đó, cụ trùng đài. Đúng không cả nhà? Rồi video thứ tư là tài làm gì mấy chú khỉ. À, chú khỉ mà trong khán đài rất là nhiều. Rồi đây mình làm cái video riêng về chú khỉ cho cả nhà mình là yêu mến động vật, nhất là các bé yêu thích động vật thì thích là chú khỉ lắm. À, xa xa là cổng chánh môn với cả nhà. À, để tài zoom lại gần cho cả nhà mình xem ăn. À, gần quá rung. Gần quá rung rồi cả nhà ơi, gần quá rung rồi. Từ từ thôi, gần quá. Đó cả nhà. Rồi. Thôi tại kết thúc video đây cả nhà ơi. Kết thúc video đây để review cái video về mấy chú khỉ cho cả nhà mình xem ăn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà mình nha.